Xin quý vị đang quay trở lại với chương trình Tin sáng ngày 24 tháng 6. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, các trung tâm tài chính châu Á vẫn đang rất hút dòng vốn của giới nhà giàu thế giới. Như dự báo cho rằng trung tâm tài chính Singapore và Hồng Kông sẽ vượt thụy sĩ trong việc hấp dẫn dòng tiền nước ngoài vào những năm tới. Theo một báo cáo mới đây của tổ chức tư vấn Boston Consulting Group BCG, các trung tâm tài chính châu Á như Singapore và Hồng Kông sẽ thu hút giới nhà giàu ở cả trong và ngoài khu vực vào những năm tới. Di biến này sẽ giúp châu Á Thái Bình Dương trở thành một khu vực giàu có nhất thế giới vào năm 2019. Ngoài ra báo cáo này cũng cho biết số lượng người giàu tại châu Á Thái Bình Dương đã có tốc độ tăng trưởng khá nhanh trong năm 2016 và chỉ đứng sau Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, tài sản khối tư nhân ở khu vực châu Á Thái Bình Dương được dự báo sẽ vượt Bắc Mỹ vào năm 2019 và có thể chạm đỉnh 77,8 nghìn tỷ đô la đến năm 2021. Theo đánh giá của tổ chức BCG, nhóm tài sản của khối tư nhân bao gồm hộ gia đình, trong đó có bảo hiểm nhân thọ, hưu trí và các tài sản khác như trái phiếu và tiền mặt. Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, vốn luôn được đánh giá là có tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP cao, đây chính là yếu tố giúp cho khu vực này thu hút sự đầu tư, mà trong đó Trung Quốc là nơi có khả năng hút dòng vốn ngoại nhiều nhất. Điều này được chứng minh qua hoạt động đầu tư nước ngoài đóng góp gần 12 tỷ đô la trong tổng doanh thu của khối ngân hàng tư nhân tại đây. BCG dự báo trong những năm tới, các trung tâm tài chính Singapore và Hồng Kông sẽ thu hút dòng tiền từ nước ngoài nhiều hơn cả trung tâm tài chính hàng đầu thế giới hiện nay là Thụy Sĩ. Mặc dù khả năng hấp dẫn dòng tiền của thị trường châu Á đang tăng với tốc độ khá nhanh, tuy nhiên Thụy Sĩ vẫn đang giữ vị trí là trung tâm hút dòng vốn của giới nhà giàu nhiều nhất với tổng tài sản là 2,4 nghìn tỷ đô la vào năm 2016, cao hơn con số 1,2 nghìn tỷ đô la tại Singapore và 0,8 nghìn tỷ đô la ở Hồng Kông. Trong thời gian tới, Singapore và Hồng Kông vẫn được đánh giá là nơi thu hút mạnh dòng vốn của giới nhà giàu thế giới, chính là nhờ đà tăng trưởng tốt của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra lo ngại về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Theo đó, dòng vốn đã rút dần khỏi thị trường này thời gian qua. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã áp dụng những quy định nhằm hạn chế tình trạng này, nhưng không ít ý kiến cho rằng động thái này chỉ mang tính tạm thời. Ngoài ra, theo báo cáo của BCG, giới nhà giàu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương đang dần tăng lên. Điều này đã khiến cho các ngân hàng cả trong và ngoài khu vực đều đang mở rộng hoạt động quản lý dòng vốn cho giới nhà giàu. Hiện tại thị trường này đã có sự tham gia của cả hai tổ chức tín dụng hàng đầu là UBS và DBS. Báo cáo của BCG cũng cho biết số lượng triệu phú trên thế giới vốn chỉ chiếm 1% dân số hiện nay, nhưng lại đang sở hữu ở mức kỷ lục đến 45% tài sản toàn cầu đồng thời xu thế này còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Theo đó, tài sản của các triệu phú trên thế giới đã vượt 75.000 tỷ đô la Mỹ trong số 167.000 tỷ đô la Mỹ tổng tài sản toàn cầu. Ngoài ra, nước Mỹ hiện là quốc gia có số lượng triệu phú nhiều nhất với hơn 7 triệu hộ gia đình. Trung Quốc giữ vị trí thứ hai với 2,1 triệu hộ gia đình. Trên thế giới hiện có 17,9 triệu hộ gia đình là triệu phú, tăng 8% so với con số 16,6 triệu hộ vào năm ngoái. ECG cũng dự báo đến năm 2021, giá trị vốn có thể sở hữu đến 115.000 tỷ đô la, ứng với 51% tài sản toàn cầu. Việc phát triển thành công dịch vụ đi chung xe đạp tại Trung Quốc hiện nay, Trung Quốc đã có kế hoạch mở rộng dịch vụ này sang Anh. Việc này đánh dấu tham vọng mở rộng thị trường cho dịch vụ đi chung xe đạp ra khỏi khu vực châu Á của Trung Quốc ngay sau khi ra mắt người dân sống tại hai thành phố này có thể sử dụng ứng dụng mobile để tìm những chiếc xe đạp cài đặt gps gần đó sau đó họ sẽ mở khóa bằng cách scan mã qr sau khi sử dụng xong người dùng có thể bỏ lại xe đạp ở bất kỳ nơi nào và khóa lại để cho người dùng tiếp theo mà không cần phải tìm những chỗ đổ xe cố định giống như những thành phố khác tại châu âu Đại diện hãng Mobike cho biết, công ty đã thực hiện nghiên cứu thị trường tại Anh rất kỹ lưỡng và đưa ra một số điều chỉnh phù hợp với điều kiện tại Anh trước khi bước vào thị trường này, chẳng hạn như vóc dáng người dùng, phương thức thanh toán, vân vân. Theo Mobike, Hai thành phố Manchester và Suffolk là nơi có số lượng người yêu thích đi xe đạp lớn nhất tại Anh. Đó là lý do mà công ty này muốn phát triển dịch vụ tại hai thành phố này. Tính tới thời điểm hiện tại, thì Mobike đã có hơn 5 triệu chiếc xe đạp tại hơn 100 thành phố trên toàn thế giới, bao gồm Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu. Singapore là nước ngoài đầu tiên sử dụng dịch vụ này. Hơn 100 triệu người đăng ký sử dụng dịch vụ của Mobike và trung bình hơn 20 triệu lượt lái xe mỗi ngày. Thưa quý vị, nhiệt độ tại thành phố Mosul phía bắc Iraq đã vượt qua mức 40 độ C vào mùa hè này. Đây là một thách thức lớn đối với những người dân vẫn còn mắc kẹt trong thành phố và những người sống trong các trại tị nạn ở khu vực bị chiến tranh tàn phá. Trước tình trạng nhiều người tị nạn vẫn tiếp tục đổ xô vào quận Gaza, một khu trại tị nạn mới với hơn 1.500 lều đã được bổ sung vào hồi tháng trước. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng không phù hợp nên cuộc sống của người dân tị nạn vẫn không hề dễ dàng. Gia đình của ông Abdullah Ibrahim đã bị mắc kẹt ở Mosul trong khoảng 6 tháng. Trước khi được quân đội chính phủ giải cứu, khi họ bị mắc kẹt, Abdullah đã có một số nguồn thực phẩm trong nhà như bột mì, nhưng thiếu nước là vấn đề lớn nhất cho cả gia đình ông. Người dân ở quận Zirai vẫn đang thường sống bằng bột mì và nước. Đây là những gì chúng tôi còn. Có rất ít gia đình còn lại thức ăn. Nước là thứ mà chúng tôi cần nhất bây giờ. Chúng tôi nhận nước từ giếng ở nhà thờ Hồi giáo gần đó bạn có thể lấy hai thùng nước mỗi ngày hoặc hai ngày một lần, mỗi lần khoảng 20 lít nước. Trẻ em và các thành viên lớn tuổi trong các gia đình rất dễ bị bệnh cho nhiệt độ tăng cao và mất nước. Abdullah thậm chí còn không chắc chắn nhìn của mình có thể sống sót đủ lâu để được giải cứu hay không. Lúc mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, chúng tôi đã di cư và bắt đầu tìm sự giúp đỡ từ y tế sau khi di cư và sau đó đã được các lực lượng của chính phủ giải cứu. Những người lính đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Mặc dù những người sống sót trong trại tị nạn đã trốn thoát khỏi nhóm ly khai cực đoan, nhưng họ vẫn phải chịu đựng mùa hè khắc kiệt vì không có các thiết bị làm mát trong liều. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống vào nửa đêm, nhưng 2 giờ sau, chúng tôi phải thức dậy một lần nữa để ăn bữa sáng sahur trong tháng lễ Ramadan. Chúng tôi sẽ ngủ trong một hoặc 2 giờ nữa và nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng lên vào lúc 8 giờ sáng. Nhiều gia đình ngủ bên ngoài liều vì nó mát hơn. Abdullah cho biết gia đình của ông muốn trở về nhà vì có cơ sở vật chất tốt hơn so với việc sống trong trại tị nạn, nhưng việc trở về Mosul là không dễ dàng vì chính phủ lo ngại về vấn đề an toàn. Hiện tại gia đình của ông chỉ có thể hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc và cuộc sống khó khăn trong trại tị nạn cũng sẽ kết thúc theo. Trong một bản tuyên bố tự do ngôn luận lớn có liên quan đến ban nhạc người Mỹ gốc Á The Stance, tòa án tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra một quy định liên bang về việc làm mất uy tín thương hiệu như là một hành động vi phạm hiến pháp. Quy định này đồng thời có lợi cho NFL Washington Redskins, đội bóng chày nhiều tai tiếng của Hoa Kỳ, cũng đang trong cuộc chiến đăng ký tên thương hiệu của mình. Ban nhạc dance rock người Mỹ gốc Á giờ đây đã có thể tự gọi mình là The Slants sau khi giành chiến thắng trong vụ kiện về quyền tự do thương hiệu trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Trước đây, ban nhạc The Slants ở thành phố Portland, Oregon không thể đăng ký tên của mình với chính phủ vì họ cho rằng tên gọi này có ý nghĩa gây xúc phạm đến đôi mắt của người châu Á. Nhưng các thành viên của ban nhạc mong muốn tên gọi này được chấp nhận và xem nó như một huy hiệu tự hào. Họ cho rằng chính phủ đã vi phạm đến quyền sửa đổi thứ nhất về tự do thương hiệu của mình. Và cuối cùng, tòa án tối cao đã chấp nhận điều này. Quyết định quan trọng này của tòa án tối cao cũng có thể mở đường cho đội bóng chày The Washington Redskins của Mỹ bảo vệ thương hiệu của mình. The Washington Redskins lần đầu tiên lấy tên vào những năm 1930. Tuy nhiên, năm 2014, văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ đã hủy bỏ thương hiệu của đội bóng vì cho rằng cái tên này ám chỉ sự coi thường những người Mỹ bản địa. Tòa án cấp cao đã tạm giữ vụ kiện này trong khi tập trung giải quyết vụ việc tương tự của ban nhạc rock The Slants. Và bây giờ với sự chiến thắng của ban nhạc The Slance, đội bóng Redskins cũng có thể sớm được chấp nhận thương hiệu của mình. Thưa quý vị, mời quý vị xem lại chúng tôi tóm tắt các thông tin nổi bật nhất của bản tin sáng ngày hôm nay. Tại hội nghị phổ biến Nghị định 49 diễn ra mới đây, ông Nguyễn Đức Trung, cục trưởng cục viễn thông thuộc Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, trong số hơn 80 triệu thuê bao di động trả trước hiện nay thì tỷ lệ đăng ký thông tin thuê bao chính xác chỉ vào khoảng 25%, còn lại 75% là thông tin đăng ký sai. Với những thuê bao này nếu muốn duy trì số thuê bao sẽ phải đăng ký lại như thuê bao mới và phải chụp ảnh người đăng ký, còn những ai đã đăng ký đúng thì không cần chụp ảnh chân dung. Tòa án Hàn Quốc vừa tuyên bố bản án 3 năm tù đối với bà Choi Sun-sil với tội danh lạm dụng quyền lực. Bà Choi là một trong những nhân vật trung tâm trong scandal liên quan đến cựu tổng thống Park Geun-hye, đồng thời là bạn thân của bà Park. Bà Choi bị kết vào nhiều tội danh khác nhau bao gồm tống tiền, lạm dụng quyền lực và tống tiền mua chuộc các tập đoàn lớn. Ngay sau khi Thượng viện Mỹ công bố nội dung dự luật thay thế Obamacare vào ngày 22 tháng 6, nhiều người đã có mặt trước cửa Quốc hội Mỹ để biểu tình phản đối dự luật này. Trong dự luật mới do Thượng viện Mỹ công bố nhằm thay thế cho đạo luật Obamacare gồm hai điểm chính là hủy bỏ một loại thuế cho người giàu và cắt giảm các khoản hỗ trợ cho người nghèo. Thưa quý vị, phần tóm tắt vừa rồi cũng đã kết thúc lại chương trình tin sáng buổi sáng ngày hôm nay 24 tháng 6. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật thoải mái.